Những ngày qua, đám cưới của Đặng Thu Hà đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Một trong những thông tin khiến nhiều người tò mò nhất chính là về chồng của Đặng Thu Hà và cả gia thế của anh chàng này. Được biết, ông xã Đặng Thu Hà tên là Phan Quang Dũng, sinh năm 1999 tại Hà Nội. Phan Quang Dũng từng được cộng đồng mạng biết đến loạt clip rap vô cùng hài hước, phổ nhạc từ hai bài thơ Sóng và Việt Bắc từng nổi đình nổi đám trên mạng xã hội vào khoảng thời gian kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2018 chuẩn bị diễn ra. Bẵng đi một thời gian, anh xuất hiện với hình ảnh của một tài xế công nghệ trên nền tảng TikTok. Quang Dũng được cộng đồng mạng nhớ đến với những nội dung về anh tài xế nấu ăn bằng pô xe máy. Lúc này, hình ảnh chồng Đặng Thu Hà trong mắt người xem là một anh tài xế xe công nghệ. Khi ấy, thời tiết Hà Nội cực kỳ nắng nóng khiến nhiều người phải làm việc ngoài trời thêm vất vả. Vậy mà, anh chàng này lại tận dụng sức nóng đó để thể hiện những tuyệt chiêu nấu ăn bằng ống pô xe máy. Anh chàng đã sáng tạo ra cách nấu ăn khá độc đáo, sử dụng ống pô xe máy để làm nóng nhiều món ăn, thậm chí là chấp nhận thử thách do người khác đưa ra như nướng gà, nấu lẩu, làm bắp rang bơ. Loạt video của Phan Quang Dũng đã bất ngờ gây bão trên TikTok với nhiều clip sở hữu triệu lượt xem. Nhiều người khen ngợi anh chàng biết sáng tạo, biến điều kiện vất vả của công việc trở thành một công cụ hữu hiệu để nấu ăn, tranh thủ thời gian và tiết kiệm tiền bạc. Tuy nhiên, đến năm 2023, anh không còn đăng tải những clip nội dung tương tự lên TikTok của mình nữa. Thậm chí là lượng bài đăng cũng ít dần cho đến giữa năm nay. Sau khi rộ tin hẹn hò với TikToker nổi tiếng Đặng Thu Hà, lúc này dân tình mới ráo riết tìm thông tin của anh. Và nhiều người đã tỏ ra bất ngờ khi anh chàng lại chẳng phải ai xa lạ, cũng là một nhân vật được khán giả quen mặt mà không nhớ tên, bởi lẽ tài khoản của anh lúc trước không để tên thật. Thậm chí sau đó nhiều người mới biết anh tài xế công nghệ nấu ăn bằng ống pô và anh chàng rap Sóng, Sân Diệu là cùng một người. Được biết, Phan Quang Dũng là cựu sinh viên chuyên ngành truyền hình, học viện báo chí và tuyên truyền. Cả hai gặp nhau tại một lớp học chuyên đào tạo các kỹ năng về người dẫn chương trình. Phan Quang Dũng hiện tại đang là biên tập của Đài truyền hình Việt Nam. Từ khi còn đi học, anh đã rất năng nổ tham gia các hoạt động cũng như không ngại chuyện đi làm thêm, kiếm tiền. Trên trang TikTok của mình, anh chàng từng chia sẻ quan điểm gia đình không phải thiếu thốn, nhưng bản thân đã tự đi làm từ sớm để vừa được trải nghiệm, vừa được tiêu tiền cho chính mình làm ra. Ông xã Đặng Thu Hà cũng không ngại công khai bản thân từng trải qua nhiều công việc như làm móc chìa khóa, khắc bút chì để bán, đi bê bia, rửa xe ô tô, bê phở và đi giao hàng. Cùng với đó, Quang Dũng cũng làm tất cả các công việc liên quan đến ngành học báo chí, truyền hình của mình. Về gia đình, Phan Quang Dũng không chia sẻ quá nhiều, anh chàng chỉ từng tiết lộ có một em trai. Trước đó cách đây 5 năm, anh chàng cũng từng tiết lộ nhà làm may và cho thuê trang phục biểu diễn. Còn Đặng Thu Hà từng nhận xét, nửa kia của mình là một người hiền lành, bình tĩnh và có tính cách hoàn toàn trái ngược với cô. Song, đây cũng chính là người khiến Thu Hà thay đổi tốt hơn trong mọi việc. Hầu hết cộng đồng mạng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với tư duy và độ chăm chỉ của ông xã Đặng Thu Hà. Thậm chí, netizen còn dành lời chúc phúc khi cho rằng cô nàng chọn đúng người để có thể tin tưởng và dựa vào trong công việc lẫn cuộc sống. Có duyên gặp gỡ Đặng Thu Hà trong một lớp học MC, sau này lại có cơ hội làm việc chung tại Đài truyền hình Việt Nam. Cả hai đã bén duyên và kết hôn chỉ sau một thời gian ngắn gặp gỡ và hẹn hò. Nhờ làm việc chung tại chương trình này mà cả hai cùng quen biết nam MC tài năng duyên dáng Trần Ngọc. Anh cũng là người đảm nhận vai trò MC trong đám cưới của hai đàn em. Được biết Đặng Thu Hà là học trò cưng, thường gọi Trần Ngọc là sư phụ nên có lẽ nam MC không thể để đồ đệ FA mãi được. Vì vậy nam MC cũng là người thúc đẩy Đặng Thu Hà tìm hiểu Quang Dũng dù thời điểm đó cô nàng chưa có ý định yêu đương gì. Được đấy, Dũng được đấy, ok, là cách Trần Ngọc thúc giục Thu Hà. Chính Đặng Thu Hà cũng cho biết mình bị bối rối vì sư phụ mai mối đến mức khi gặp Quang Dũng, câu đầu tiên cô nàng hỏi là anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 1999 à, thế không hợp tuổi em rồi, anh Ngọc đừng gắn ghép nữa nhé. Về phần Quang Dũng, ban đầu thấy Thu Hà hỏi tuổi thì tưởng cô nàng để ý đến mình, ai ngờ tìm hiểu thông tin để từ chối. Kết hôn ở độ tuổi khá trẻ, Quang Dũng và Thu Hà nhận được rất nhiều câu hỏi về việc kết hôn có ảnh hưởng đến công việc hay định hướng tương lai của cả hai hay không. Cặp đôi cũng không ngần ngại chia sẻ rằng cả hai luôn cố gắng vạch rõ ranh giới giữa công việc và tình cảm để hai điều này không làm ảnh hưởng đến nhau. Mọi thứ trong công việc đều được độc lập giải quyết. Ngoài ra, vì công việc của hai người đều cùng chung lĩnh vực nên việc có thêm một người bạn cùng đồng hành, lắng nghe và chia sẻ những khó khăn, niềm vui trong nghề là điều vô cùng đáng quý.